Ok, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Âm Thanh Ánh Sáng Thanh Huy. Thì Huy đang ngồi với anh Nhân. Đây phải nói là một vị khách hàng, phải nói là đối với Huy thì cực kỳ dễ thương mọi người ạ. Anh ấy hôm nay là lên bên Huy để chốt thành công một cái bộ cấu hình karaoke đúng không anh? Dạ đúng rồi. Karaoke. Và anh có thể chia sẻ cái quá trình mà anh mua để hoàn thành cái bộ karaoke này mất trong bao lâu không anh? Nói chung là khi mà em tìm hiểu về công ty bên anh thì tầm còn 3 tháng. Tầm còn 3 tháng. Dạ. Trong 3 tháng đó thì em mua lần từng món. Đến giờ hôm nay thì em đã hoàn thành một bộ dàn âm thanh để cho công ty là set up lại rất là hoàn hảo. Dạ, ok anh. Thì Huy cũng xin nói lại mọi người ha, anh khách này á là mua bên Huy từng món một, mua vang số này, rồi cách một thời gian lại mua súp này. Sau cách một thời gian lại mua cặp full Nestle này đó, mẫu cục đẩy AT-A8800 do anh Nhân này khai trương vào ngày đầu tiên bên em test, chuyển tiền cọc cho Huy ngay cái lúc mà Huy khui cái cục đẩy đầu tiên ra để mà review cho mọi người xem đó, là anh Nhân này ha. Thì hôm nay thì anh ấy có mua bên Huy rất là nhiều thiết bị và có gửi lại bên Huy thanh lý một vài món đó. Thì sau khi mà anh nghe test âm thanh rồi á thì anh thấy cảm thấy âm thanh như thế nào rồi? Dạ, nói chung là em cảm thấy âm thanh là rất là hay so với dàn cũ của em rất là nhiều. Ok. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Không bán nha. Dạ. Rồi, ngày nào cũng đông khách. Dạ, ok. Cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ công ty của em. Dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe này, thành công trong công việc kinh doanh của mình ha. Dạ. Còn lại những cái vấn đề khác cũng như là setup và bàn giao cứ để cho em lo. Dạ, rồi cảm ơn anh. Rồi, ok, anh cameraman theo Huy ha. Thì trước khi giới thiệu về cái bộ dàn âm thanh này thì Huy sẽ nói cho mọi người một cái cấu hình này. Nếu mà chơi trong nhà kết hợp với chơi ngoài trời thì chúng ta hãy lựa chọn một cái dòng loa nó tương tự cái kiểu âm của loa Nestle như thế này. Bởi vì cái góc phủ âm của cái loa Nestle mọi người ạ, nó rất là rộng. Do đó là khi mà chúng ta đánh ở trong nhà những cái không gian hẹp á, chúng ta sẽ không có cảm giác nó bị dội âm quá nhiều, bởi vì âm thanh của chúng ta nó đều, nghe chỗ nào cũng như chỗ nào, nó không bị quá lớn. Mà khi mà chúng ta đem ra ngoài trời thì với cái công suất của nó, chúng ta chơi từ khoảng từ 10 bàn đến 20 bàn chơi ở ngoài trời, thì với cái sức phủ đó, cặp Nestle này nó lo rất là ổn. Chúng ta không cần đi quá xa, nghe ở gần thì hay rồi, nhưng chúng ta không cần đi quá xa thì chúng ta hãy lựa chọn dòng loa Nestle này. Và ở phía dưới là sử dụng một cặp súp hơi, súp hơi từ 220 và coi 100. Thì cái dòng súp hơi này thì mọi người có thể cân nhắc, nếu mà chúng ta chơi ở trong nhà nhiều thì Huy sẽ ưu tiên cho mọi người là sử dụng súp điện nếu chơi trong nhà nhiều ha. Tại vì anh này là có nhu cầu chơi ở quê, chơi lớn và không gian thoáng, nên là Huy đã tư vấn cho anh khách lên cặp súp hơi như thế này. Ok, bây giờ là dàn máy ha. Anh camera có thể đi ra ngoài này, xoay cho mọi người xem. Về dàn máy thì sẽ gồm một cái thiết bị chia nguồn AT-A8 này. Anh ấy mua cái thiết bị này để cho người ở quê xài. Thì những cái người lớn tuổi này hoặc là phụ nữ thì họ không dành với âm thanh, nên là để khởi động đúng cách một cái dàn âm thanh này thì nó sẽ rất là khó, nên là anh đã mua thêm một cái thiết bị chia nguồn này. Những anh em nào mà chúng ta đi show mà chúng ta tự quản lý dàn máy của chúng ta luôn thì có thể là không cần mua cũng được ha. Và bộ micro UGX9, đây là micro hào loại 1, anh ấy tự mua, anh ấy mang vô bên Huy setup kèm. Một bộ vang X10 PDCG và cục đẩy AT-A8800. Cục đẩy này sẽ đánh hai kênh súp và hai kênh full. Và dàn này có thể nâng cấp thêm được một cặp full nữa nha mọi người, tổng là 4 chiếc full nếu đánh mắt công suất của cục đẩy này đó. Về bộ này thì anh ấy không có lấy tủ máy ha, thì anh em nào chúng ta cần lấy chúng ta hãy liên hệ với Huy, thì trong cái giá Huy báo lên thì Huy sẽ không báo giá trị của dàn máy này. Ok, và bây giờ là phần test âm thanh ha. Tôi thương vợ tôi không lừa đảo.
Ok mọi người, như vậy là cái quá trình mà setup cũng như là test cái bộ dàn âm thanh này của Huy thì đã hoàn thành rồi. Thì mọi người thấy chất âm sao ạ? Thì đối với Huy nhá, Huy khuyên mọi người nếu mà anh em nào chúng ta xài gia đình để chúng ta muốn xài cả ở trong nhà này cũng như là ở ngoài trời thì chúng ta hãy lựa chọn một cái cấu hình tựa như thế này ha. Hát rất là hay và chúng ta đem ra ngoài chúng ta chơi cũng rất là ok luôn, đối với phạm vi gia đình ha. Và mức độ kẹo kéo cho thuê theo tiếng, anh em có thể tham khảo cái bộ cấu hình này. Đánh rất là tốt, đánh rất là hay, tiếng rất là sắc bén luôn nha. Ok, hiện tại thì bên Huy đã hỗ trợ trả góp cho tất cả những anh em nào chúng ta ở trên toàn quốc luôn ha. Anh em nào chúng ta có nhu cầu về trả góp này hoặc là nhu cầu về tư vấn để lên những cái cấu hình âm thanh thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo cái số hotline Huy để ở phía góc trái màn hình ha. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Những anh em nào chúng ta đang xem video của Huy mà chưa bấm đăng ký kênh thì mọi người hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ Huy ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau.